Xin giao lưu với bà con một cây mai vàng. Thật thâm tầm 1m3, 1m4 gì đấy, chút này em đo nha. Cao tổng thể là từ mặt đất lên 1m, 2m, tầm 3m rưỡi nha. Cao tầm 3m rưỡi. Cây đã trông khỏe rồi này. Lên mầm bài thì cảnh rất là đều đẹp luôn. Các bác cây bỏ này vườn thì quá ok luôn, chỉ tay nhiều, tay rất là đều. Đây là thì đế nở rất là đẹp luôn bà con, đế nở ra rất là đẹp luôn này, đế trải nở ra này, đế rất là nở ra, rất là đẹp. Nó có hai là kẹp cục đá rừng một bên em nhé, là cổ nó ôm cục đá, bây giờ mình rửa không ra để nguyên thế luôn. Đấy, đây thì nguyên chi của đế rất là nở đẹp. Một vành thì sát đế này thì gần 100 này. Đấy, cốt thân lên trên này một gang, cốt thân lên một gang thì coi nào, cốt thân lên một gang này thì 75 này. Dưới bộ đế 100, còn xem cốt thân đo lên một gang thì 100. Bộ đế này rất là đẹp. Đây một cốt rồi, để lật thật thân xem, để lật thân xem là bao nhiêu. Đấy, 1m3 thoát thân từ mặt đất lên 1m3 rồi con ạ. 1m35 thì 1m35 thì cây này rơi 3m thôi, rơi vào độ 3m thôi, 3m chưa tới thôi. Đấy, thân đây là gần một nửa rồi, 1m rưỡi, 1m3, cây cao 3m, cây cao 3m. Cái hôm là nhiều chi nó ra là đều, bên này rất là đều đẹp luôn. Rồi sống rất là khỏe. Lá rừng rất là tuyệt vời. Xin giao lưu với bà con là một cây mai lùn lực ba chi. Đấy, tàn đều sống rất là khỏe luôn này. Chậu thì làm một chậu 1m4 2 4 6 8 10 12 14, chậu 1m4 nhá, chuông vuông 1m4, sống rất là khỏe. Cây thì cao 1m rưỡi nhá, cao tổng thân 1m rưỡi đến 1m6. Đây, ba chi lùn lực rất đẹp, cây thì sống khỏe đây này. Cây sống khỏe rồi các con ạ. Bộ đế thì nở rất là đẹp, bộ đế thì chi rễ rất là đẹp luôn. À, chi nở ra này. À, bộ đế chi nở rất là đẹp. Vành thì 90, 88 cho 90 cho nó đẹp đi. Đây đẹp nguyên chi không hư hỏng gì luôn. Ít tháng rồi là chi cành ra đó, tròn đều rất là đẹp. Bây giờ tổng thể như thế này đã đẹp rồi. Cái lại Tết có hoa chơi luôn rồi bà con này. Rất đẹp rồi. Trời thì bắt đầu mưa. Đây, em giao lưu với bà con nguyên chậu luôn là để giá cho bà con là 38 triệu. Cây sống khỏe rồi. Đấy chỉ rất đẹp, cả chậu 38 triệu chưa ước nhé. Rất là đẹp. Bà con là thiện chí cứ tìm về cho em ở Zalo 082 37 35 363.
cần sự ủng hộ của các bà con cô chú ạ. Em thì ship hàng toàn quốc, chỗ nào em cũng gửi được nhé.